Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao mặt bằng và thi công cầu Tăng Long, đường Lã Xuân Oai, thành phố Thủ Đức. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, tính đến nay, dự án cầu Tăng Long đã cơ bản hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, khẳng định sau khi tiếp nhận phần mặt bằng đã bàn giao, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn triển khai thi công trở lại trong thời gian sớm nhất, hoàn thành công trình đưa vào lưu thông trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, ông Lương Minh Phúc kiến nghị Công ty Điện lực Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị quản lý hạ tầng viễn thông quan tâm, hỗ trợ việc di dời hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị quản lý hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phương án tổ chức giao thông và cấp phép thi công trước ngày 5 tháng 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Thủ Đức, các phường Long Trường, Trường Thạnh và Tăng Nhân Phú A khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với hai hộ dân thuộc phạm vi khu công nghệ cao cần bàn giao trước ngày 5 tháng 11 năm 2023 và ba hộ dân còn lại thuộc dự án để bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đảm bảo thi công đồng bộ, hoàn thành công trình theo kế hoạch. Chiều ngày 27 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng cho biết, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư hoàn thiện tuyến đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Bình Triệu. Trong đó, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn có chiều dài 1,9 km, quy mô đầu tư mặt cắt ngang 35m, tổng mức đầu tư 1.781 tỷ đồng. Riêng đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Bình Triệu dài gần 2 km, quy mô mặt cắt ngang từ 20 đến 35m. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 2.271 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng hơn 1.425 tỷ đồng. Để hoàn thiện tuyến đường ven sông Sài Gòn, theo quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư các dự án dọc đường ven sông Sài Gòn khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao hạ tầng cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao quận Bình Thạnh chủ trì phối hợp các đơn vị tháo dỡ bức tường giữa trường tiểu học và trung học cơ sở phường 22 với dự án Vinhome Central Park, tổ chức quản lý hành lang đường ven sông Sài Gòn theo quy định. Sáng ngày 28 tháng 10, khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cà Ri, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát 17H01944 lưu thông hướng Kon Tum đi Đà Nẵng. Khi đến vị trí km 1328+200 thì va chạm với xe tải 50H21219 lưu thông chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai xe bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị bốc cháy, có hai người bị thương bị mắc kẹt trên xe. Nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp với người dân dập lửa và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, lực lượng công an phân luồng, điều tiết giao thông. Theo khu quản lý đường bộ 3, lúc xảy ra tai nạn, tình trạng mặt đường khô ráo là đoạn đường cong, độ dốc 4%, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có giải phân cách giữa. Đường có hai làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường phát huy tác dụng. Sáng ngày 28 tháng 10, ông Huỳnh Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cho biết, hai bảo vệ dân phố của phường trong lúc phối hợp cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đã bị một xe container tông thương vong. Theo đó, bảo vệ dân phố tử vong là anh Hát, sinh năm 1981, người còn lại bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, khuya ngày 27 tháng 10,
tại khu vực cầu Khánh Vân, đường DT747B, phường Khánh Bình, một xe container, chưa rõ danh tính tài xế, bất ngờ tông vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hiện tài xế xe container đã bị tạm giữ. Trong sáng ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Khánh Bình đã cử lực lượng tới hỗ trợ gia đình hai bảo vệ dân phố và trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình, lo hậu sự cho nạn nhân. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hải, sinh năm 1998, quê ở thôn Xuân Lạng, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, quen với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo. Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau, có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9, do công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị, điều hành hai website thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc. Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh YouTube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc mỗi ngày thực hiện từ 10.000 đến 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.